Tính đến năm 2012, tổng số hầm và cầu vượt dành cho người đi bộ trên địa bàn Hà Nội là 20 hầm và 18 cầu vượt. Các công trình này được xây dựng nhằm mong muốn giảm thiểu lượng người khi tham gia giao thông, hơn hết là đảm bảo tính mạng cho người đi bộ. Hầm đường bộ tại ngã tư Sở nằm trên nút thắt giao thông Chùa Bộc, Thái Hà, Láng Hạ, Tây Sơn. Mật độ giao thông ở đây rất cao và thường xuyên ùn tắc. Hầm được xây dựng kiên cố với hệ thống chiếu sáng, camera hiện đại cùng với sơ đồ chỉ dẫn chi tiết. Thế nhưng nơi đây chỉ được sử dụng như nơi tập thể dục của người dân. Trong khi đó trên đường, người đi bộ ngang nhiên đi trên phần đường không dành cho mình. Họ phải vất vả xin đường với các phương tiện khác. Ngay cả cầu vượt cách họ không xa cũng trở thành vật vô hình. Nói chung thì là nhiều về cái cầu này, nhiều lúc họ đi bộ họ ngại, họ leo lên họ ngại nên họ hay trèo qua đây thôi. Vâng, tiện đâu, dễ đấy. Những công trình đường bộ được đầu tư công phu như thế này đang trở nên vô ích và lãng phí. Là do thói quen hay do ý thức kém mà những người đi bộ qua đường, họ đang tự đánh cược với tính mạng của chính bản thân mình.